nay về ghé thăm em Nam á cả nhà. Biết có nhà không đây. Nam ơi, chắc không có nhà rồi. Không có nhà. Nam ơi, chào chú. Nam đi đâu rồi chú? Nam trong nhà nè. À vậy hả, kêu hoài anh thấy. Ôi nằm trong kìa. À, chú kêu đi con thăm em nó một cái. À, về mấy bữa rồi hả chú? Bữa thứ bảy. Dạ, rồi ra Tết mà lên lại ha. Cho qua Tết lên lại. Dạ. Ông thầy nó đưa nó về. Dạ. Ông sao làm vườn? Chú đang làm vườn sao hả? Chú khỏe chưa? Có, khỏe rồi. Dạ, vậy được quá ha, mừng quá. Có, làm ba cái vườn sao đó. Chào em, anh gọi điện mà không được. Nên gọi em nó hư rồi. Hư rồi hả? À. Rồi về mấy bữa rồi hả? Về tuần. Ừ. Thì em ngồi lên. À đợi ba đợi đây. Cái tô này mới làm lại hả? Mới làm lại, em làm lại cái sườn á. Ờ làm lại nè. Chuẩn dùng ở trong tủ. Nhưng mà nóng lắm à. Nóng. Cái này mới làm lại hả chú ha? Ờ này làm lại mà chưa có tiền làm đâu không? Dạ, làm đâu phong chứ được nóng. Dạ, nóng quá. Chú đợi cho em Nam nó ngồi dậy hay là nằm dậy luôn? Đó, để xuống xe luôn được. À, xuống xe được luôn rồi hả? Đó. Trời ơi, mừng dữ vậy. Lâu quá anh ghé thăm. Mà nghe em nó nói nó về, nó đi viện về rồi đó. Thì hôm nay đang đi xe đét. Dạ. Ở dịp thì ghé thăm em nó cái luôn rồi cho mọi người về, coi bữa hôm trên bệnh viện mà bận rộn quá. Dạ. Em nói về mà không có ghé qua được. Dạ. Nhiều việc quá đó. Ừ. Luôn tiện đi ngang hôm nay đi dưới này luôn, gần thì ghé thăm luôn. À. Luôn tiện hỏi thăm sức khỏe chú luôn coi sao rồi. Cũng đỡ khỏe rồi, cũng còn muốn qua thuốc nam nè. Dạ, rồi là bác sĩ nói vậy là dứt điểm cái kia luôn hả chú? Nó cũng chưa, nó hồi là kêu đi khám hoài mà tôi vẫn uống thuốc tây mà thuốc nam hoài nè. Dạ. Thuốc nam cũng nhờ cái ông ở trên người ta cho chú ha. Dạ thôi cất cái chú. Có hàng ngày hoài hết trơn. Dạ. Điều mình làm cho nó có lao động. Thôi mừng quá rồi. Chú đợi đừng đợi chú sức khỏe chú mà nó khỏe cái thì. Dạ. Đợi cho em Nam. Cái gì nó kêu dữ ấy nhỉ? Cái đó cái đồ hấp hộp gà. À ấp gà chú hả? À, cái máy ấp á ha. À, máy ấp. Dạ. Người ta ở nhà là kệ mình lớn mình không làm gì, nuôi gà với làm vườn nè. À dạ, kệ làm thêm. Ừ. Trời, từ lên xe lăn luôn được luôn rồi. Luôn. Mừng dữ ha. À, bây giờ nó khỏe hơn trước nhiều. Đây cả nhà coi em Nam từ lên xe được luôn nè. Từ lên xe được thì sau này là tự đẩy xe đi được, hoặc là có xe điện thì tự điều khiển đi được rồi. Dạ, dạ. Ừ, xuống đó, đẩy như này rồi đó. Dạ, nếu vẫn có chú đợi vậy là tự xuống được không? Dạ, được. Được, tự... tại đổi cho nó. Đợi cho nó khỏe hơn đúng không? Cái gót cái đít nó cũng còn đó. Hai cái chân nó còn còn nặng ha. Dạ, không cũng bớt nhiều rồi. Dạ, rồi cái lưng đợi hết chưa? Chưa, lưng thì chưa hả? Rồi qua Tết là lên lại. Em biết nữa, em đang đợi bảo hiểm này. Nếu qua đây em biết sao ngày nào cũng 6 giờ tối nó sốt hoài. Sốt hả? Rồi coi nha, nếu mà ví dụ nặng quá là cứ đi chứ đừng có chủ quan nha. Tại về không ngày 3 ngày, sốt hết 3 ngày. Ừ, rồi thuốc. Sốt vậy em mà không mặn. Ừ. Cam đúng 6 giờ chiều. Rồi ra trước cho nó mát ha. À. Ê, đẩy ra trước anh coi cái, từ chạy ra. Ừ rồi, đi rửa mát đi. À, từ đẩy vô rửa mặt đâu được á cả nhà. Vậy là quá mừng rồi. Xin được nó khỏe nhiều lắm. Dạ, vậy thì mừng lắm luôn rồi. Còn trước nó nằm chỗ không cái
Dạ thôi đưa đưa con chú nha. Ra trước nói chuyện. Cái này chú làm hết nhiều tiền không? Chú này làm khoảng 130. 130 triệu hả? Dạ, 130 triệu á. Dạ. Ba cái tôn nhà đâu mình tận dụng là hết trơn nè. Có sẵn rồi. Rồi đó. Dạ. Cái này của cũ mình lợp trên thật. Dạ. Còn cái mình lấy ba cái dách rồi này kia với ba thành cũ mình làm dần. Dạ. Làm được cái sườn dưới. Dưới cái trên, cái lợp đó. Rồi cái bàn chú là bác sĩ nữa, bây giờ nó chẳng đứng được cái nguy cơ ung thư rồi ha. Chưa chẳng rồi. Rồi mừng. Vậy là mừng quá. Bây giờ sợ nhất là chú mà nó có gì nữa thì thôi tội em Nam á. Dạ. Dạ. Bây giờ mình là dưới này chú làm vườn thôi chú hả? Làm vườn. Làm nhiêu ta? À mấy cái xoài đó hả? Mấy cái xoài. Dạ. Chú nuôi ba con gà. Xoài này bán có thu nhập không chú? Chưa, mới có năm đầu nè, năm đầu tiên nè. Mới năm đầu tiên đó hả? Dạ. Mới xịt thuốc ngày hôm qua. Rồi là ba cỏ rồi này kia xanh quanh đó. Dạ. Từ nằm giống ở ngoài nằm luôn. Có con rồi thôi. À vô mà kêu mà hồi nãy con vô kêu cửa mà nghe nó thấy con định đi rồi đó. Dạ hả? Dạ, con kêu. Nói nằm sao đó. Dạ. Rồi có sao cái nằm mệt cái nằm đó luôn. Dạ, có cô nghĩ kia qua, mày có cô kia qua chứ không thôi là là tưởng có nhà thôi đi rồi đi cũng được. Có xe đây mà. Dạ. Sáng đi chợ mua bún xào cho nó ăn. Dạ. Nó chưa ăn để trống kìa chừng nào thích rồi ăn rồi thôi thôi. Ừ. Khỏe rồi mừng ha. Dạ. Ừ. Vậy qua Tết thì cái bảo hiểm đó nó hết hay sao em? Bảo hiểm hết hết mà trước có cho bảo hiểm nghèo. Dạ. Rồi giờ nó người ta hỗ trợ mình cái nó rút số nghèo mình à. Nó nghe. Sao nó biết mà bởi vì trên đài nó coi tùm lum chắc đó. Vậy hả? Địa phương á. Địa phương rút hả? À, địa phương rút. Gì cũng buồn nghèo. Vậy trời, mình đâu giúp được bao nhiêu đâu mà. Mà nó không giúp được bao nhiêu thôi nó rút. Rồi tôi mới hỏi lên hỏi nó lại, nói sao mà bây giờ cái bảo hiểm thương tật của nó làm sao mà rút. Nó bị gì trước mình làm số nghèo không à, rồi bảo hiểm ở nghèo. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình làm lại cái bảo hiểm thương tật cho nó. Dạ. Suốt luôn. À giờ là giờ bây giờ đi làm chú hả? Giờ đang làm à. Làm có khi nào là chuyển lên là ra Tết là lên lại bệnh viện. Dạ. Làm dạ. Trước Tết. Bữa 20 này lên nhận bảo hiểm. Dạ, rồi nhận người xong rồi ăn Tết xong rồi ra Tết thì lên lại. Dạ. Rồi mình cũng xin cái đây. Giấy mà nó chuyển viện giống bữa hôm mình đúng chú. Xin giấy chuyển viện từ xã qua bên... dạ từ xã rồi lên vùng rồi xong lên huyện rồi mới lên tỉnh rồi bắt đầu chuyện vượt tuyến lên trên Sài Gòn đi, mình tắt mình quen mình đưa qua xã đấy theo mà mình lên trên tỉnh đó mới được. Dạ. Đây mình lên trên huyện rồi lên tỉnh rồi mới chuyển lên vùng, còn cái này mình đi nó với tắt xin cái tắt lên nó, dạ nó đi tắt một chút. Ừ. Thì phải có bảo hiểm chứ không thôi chịu không nổi đâu chú. Dạ. Ý là bảo hiểm mà trước tới giờ nó mới hết hả? Dạ. Nó mới hết rồi nó về luôn đó. Dạ. Còn tháng trước tôi còn xin bảo hiểm đó, tôi qua xe đét á. Là cứ xin theo tháng hả chú hả? Dạ, tháng. Hết tháng cái thì hết cái nó gửi giấy về đi xin cho nó. Dạ. À. Rồi điều trị một tháng là tốn nhiều không em? Tháng bây giờ khoảng nhẹ thì cũng mấy triệu, nặng có tháng rồi nặng gần 40 triệu. Ừ. Ý là có bảo hiểm á. Có bảo hiểm rồi mà gần 40 triệu ha. Dạ. Đủ dữ ha. Mà có tháng không nhận bảo hiểm nữa. Tháng nào có tháng không nhận bảo hiểm cho mình nữa hả? Dạ. Ôi, tháng vẫn nhận bảo hiểm chắc nhiều à? Nhiều. Ngày tính ra ngày 700 á mà không bảo hiểm á. Ừ, chứ cái có cái cô mà vừa hôm á anh cũng có đăng cái cô mà vô nằm trong đó luôn đó. Dạ. Cô lo cho người con đó bị tai nạn. Mà 100 triệu mà nó có mấy tháng hết à? Bảo hiểm nó nhận có mấy đơn vị thôi à? Chịu không nổi. Dạ. Dạ. Có nghĩa là mấy cái toa nhưng mà nó nhận có một toa. Còn này tháng à. Thì nói chung 100 người. 100 người nằm đến đây thì chọn ra khoảng 30 người nhận bảo hiểm. Ừ. Một người một chọn 30 người á, 30 người đó là 30 người nặng. Là tháng là nhận hết, còn 20 người là tháng nhận tháng không. Ừ. Còn 50 người kia là hoàn toàn không nhận. Đó vậy đó. Đó thấy cái cô đó cầm một có mấy cái toa mà ví dụ 30 triệu, bảo hiểm thanh toán cho một chút xíu trong cái số 30 triệu thôi. Còn những cái toa khác là không có thanh toán luôn. Rồi 100 mấy chục triệu mà bay cái vèo.
Mà người khó khăn mà, người nghèo mà. Và cũng vận động được trăm mấy chục triệu mà cũng hết, xong rồi cũng về. Nhưng mà qua năm nay với em bình thường quá rồi em. Thật như nhận, nhưng mà Nhận tất cả luôn hả? nhận tất cả nhưng mà không biết được ở lâu không. Tiền viện, tiền giường thì vẫn lên à, lên lên chút đỉnh gì đó. Em thì nói chung tháng rồi bị lần kháng sinh, vô cho em nhận đâu 50 chai kháng sinh lớn á hả? lần. Giờ mà em có mà nói chung có sốt nhẹ nhẹ, là nếu sốt nặng á em đi bệnh viện rồi, sốt nặng là đi đừng đi có bệnh để. viện, bác sĩ có dặn sốt nặng đi bệnh viện kiểm tra, mà còn, vẫn còn viêm á. Giờ em mà làm rồi là kháng sinh chỉ có lên mở vòng quanh da da thôi, chứ còn được nào nữa. Thì em mới ra ốc này mở vòng quanh da da nó buồn. Giờ mà giờ ngồi được xe lăn là mừng rồi ha. Hồi trước anh cũng nghĩ mà ngồi được chắc cũng cỡ năm rồi á Nam ha. Năm rồi em. Cỡ năm rồi. Còn mấy tháng nữa, mà tháng cũng gần năm rồi. Một năm mà thấy vậy là tiến triển rất là tiến mừng triển dữ lắm hồi đó, trời ơi. Không mà nhờ ý chí của nó nữa chú. Dạ. Hồi đó tôi làm cái xe đẩy đẩy cho xuống này nè, dốc này nè. Rồi làm luôn nước đây, đặng xối nước tắm nó chiều phải tắm. Dạ. Rồi bông gội cho nó. Rồi vệ sinh cho nó tùm lum mà trên rồi ỉa. Đem ra ngoài này xối sạc xuống. Có hỏi chú này, có một cái lần duy nhất nó lừa chú đó thôi chứ phải đúng không? Hả? Bữa hôm á, tụi nó lừa gạt á. Dạ. Một lần đó thôi ha. Dạ, có một lần đó. Chú đừng có tin nữa, mất tiền uổng nha, nhiều người bị lừa lắm. Nó nói là vợ chú á. Trời ơi. Nó xưng nó nói vợ chú á. Dạ. Nó nói tôi đã coi vợ của chú đó rồi, mà người ta có ở nước ngoài, người ta có gửi đầu vô. Dạ. Mà nhưng không có tiền để lấy đặng đặng gửi cho chú. Dạ. Chú gửi lên vài triệu đóng tiền đặng mấy lấy. Dạ. Gửi hết ba nó đầu ngay, gửi hết 3 triệu rưỡi. Dạ. Vợ chồng con đi làm thì có khi nào mà đi mượn tiền ai đâu mà. Bởi vì nghe nói vậy rồi mình bất ngờ, mình cũng không biết làm sao nữa. Dạ. Nói vậy thôi, nó đánh vào cái niềm tin của mình đó. Dạ. Thôi vậy thôi, mình không mà kệ, mất một lần vậy mình rút kinh nghiệm suốt cuộc đời. Dạ. Bởi vì nói vợ chú rồi tôi cũng nghe cũng quen quen vậy đó, bởi vì trong điện thoại mà. Dạ. Rồi mình thôi thôi có mấy triệu bạc mình gửi cho lấy đồ. có lừa. Dạ. Mà điều số ít thôi cũng đến được, không thua gì. Rồi thôi bây giờ sức khỏe nó mừng, về Tết ăn Tết cho vui rồi ra Tết rồi lên lại điều trị tiếp. Chắc phải lên chứ phải nằm bệnh mới viện tạm ổn. Nằm bệnh viện chịu không nổi ở nhà. Không biết cái này đâu nó tới cái cơ tim. Đó rồi đúng tiếng được là tiếng tiếng ngoài. Bây giờ bây giờ là em là còn cái gì nữa? Nói chung là một là ở nhà thấp cái voi đặng nhỏ tan voi đây. Cái thứ hai nữa là bị cơ tim, ba là nhiễm trùng bàng quang. Mấy cái này mình sẽ thuốc thôi chứ không. Còn ba cái nữa ha. À. Và tiếp tục tập vật lý trị liệu. Không lên chắc cũng tập nhưng mà chủ yếu là chị cái nhiễm trùng bàng quang thôi. Chị nhiễm trùng vẫn trị ở bệnh viện đó luôn hả? Không, chị bệnh viện đó còn nặng quá là chuyển qua bệnh dân thôi. Có cái bệnh viện nào mà nó có rẻ hơn không? Em này nói chung là cái tháng mà 4 tháng liền vừa rồi á là mới vô kháng sinh xong mà tháng đầu đúng không? Là hết. Cái bước qua tháng sau bị nhiễm trùng. Tái phát lại, cái tháng sau tái phát lại cái nữa. Hết cứ tái phát lần cuối rồi vô gần 50 chai kháng sinh. Bidinam, kháng sinh Bidinam. Nghe là với cái kháng sinh nó là phổ rộng là nếu mà kháng sinh nó lần nó là nguy hiểm. Hết loại cái vô nữa. Mà cái bệnh viện đó anh thấy là chủ yếu là tập vật lý trị liệu là tốt nhất mà. Không, chị nhiễm trùng thì tiểu hay lắm anh. Vậy hả? Nhiễm trùng bàng quang á. Chứ một bệnh viện đó là một là chị nhiễm trùng bàng quang, hai là chị ngoại tử. Đó là chuyên. Còn mình bàng quang nặng quá ấy là phải chuyển qua bệnh nhân thôi. Kinh
cái nhà mình mai mốt mà ví dụ nếu mà Nam hồi phục rồi á, đi xe lăn thì làm cái đường đi ra tới ngang lầu này là đi ngon thôi chú ha. Dạ dạ dạ. À, là Nam từ đi được mà đúng không? Dạ. Ừ. Chiều nó có muốn đi chơi đẩy nó xuống lộ đó rồi nó. Dạ, đẩy ra tới lộ là từ đẩy được rồi ha. À, ra phải nhìn sướng hả? Không phải sướng mà lạ. À, vẫn như lâu lắm rồi. Ngày xưa em té đâu có đường lộ này. Ừ. Mà em nói là năm là 7 năm rồi. Em nó mới năm à. 5 năm với 1 năm này nữa em 6 năm rồi. 6 năm rồi đó. Là ngày xưa nó không có ngã tư, nó không có dòng xây xây trên đây. Nó còn xây có lộ 54 đó hả? Nó chỉ có quốc lộ 54 thôi. À chưa làm lộ luôn. Bây giờ ra em bị chết. Bây giờ ngang đây bên đây có anh phà luôn. Chú cái phà đó đi qua đâu rồi chú? Qua ông Môn. Ô Môn Cần Thơ hả? Nguyễn Môn vậy? Dạ. Nguyễn Môn. Cái căn Nguyễn Môn á. Em mới ra em mới trời ở đây là phà lớn. Nhìn dạ. Đâu nhìn lạ như vậy. Mà đường lộ lại lạ nữa. Ngày xưa quốc lộ 54 có 3 mét rưỡi, 3 mét giờ ra 6 mét. Ra cái bất ngờ quá hả? Bất ngờ. Nhìn lạ. Nhiều cái thay đổi lắm đúng không? 5 năm trời. 5 năm trời em nằm ra ngoài đường đâu. Ừ. Nếu mà có trời nằm ra đây không nằm không đâu có đẩy đâu. Dạ. Cái giường người làm 6 bánh xe đẩy cho nó đi ra nó tắm rửa chứ nó vệ sinh cho nó. Mỗi một lần mà đi thì cứ lên xe cấp cứu không chứ đâu có có thấy đâu có được mà thư thái mà từ từ mà đẩy xe giống như vậy. Mà đâu có ngồi được. Dạ. Chứ phần ít đi lắm mình thôi. Ngày xưa hầu hết là không đi luôn nha. Rất là hạnh phúc luôn đó. Bây giờ nói chung là được gì cũng mừng lắm. Nhưng mà phải tiếp tục cố gắng mà cố gắng cho. Đi đứng thì không có biết nhưng mà phải dự xử lý dứt điểm những cái bàn mà có nguy cơ nó lây lan vậy đó nó tiếp tục tái phát mà làm cho mình tốn tiền á. Nói chung là dứt điểm là dứt bằng quang đó, dứt điểm cái đó nè. Như là em có xem mình như là nếu mà cái những đường bằng quang này thì nó không nguy hiểm nhưng nó sẽ tái phát cái bộ phận khác là thận khỏi những trùng máu, những trùng huyết thì cái chân này là do mình nằm lâu quá nó không xuống máu, nó không xuống dưới đúng không? Cái chân này nó cũng lâu hết. Giờ nó cũng mềm mại. Nó mềm hơn hồi xưa chú hả? Mềm, hồi xưa nó cứng đơ. Nó cứng như cục đá. Dạ, hồi xưa nó cứng đơ luôn à. Đơ luôn rồi giờ. Bây giờ máu huyết nó lưu thông được xuống rồi đó. À dạ, xuống rồi. Xuống rồi. Thở rồi. Bây giờ ngồi xe rồi nó lên xe. Có cảm giác không? Giờ có cảm giác dần dần chứ. Nhức rồi. Nhức nhức rồi hả? Nhất kiểu nhất giảm hai tay là bây giờ vẫn ngon lành rồi ha. Hai tay lực chứ. Ừ. Anh dám tập lực hai tay. Tập lực. Dạ đó. Phải tập để mà lỡ ví dụ có xe điện thì mình điều khiển mà không thì có xe lăn rồi hai tay giờ rất là quan trọng. Giờ mình đi được cái tay mình là người ta có một tay thôi người ta cũng mừng rồi. Anh chở nó tập lực cho nó lên xe xuống xe lên dạ. Xe xuống xe nó là chống lực không nó lấy cái lực nó. Còn được hai đôi tay là mừng dữ lắm luôn á. Làm cái gì có đôi tay mà. Hai đôi tay nhưng mà cái chân em nó sẽ cong lại nếu mà tự em làm được hết nha. Ừ. Giờ cũng có người gọi là người phụ. Nếu mà tự làm được hết xuống toilet lên toilet thì cái chân em phải cong khoảng 50%. Để nó chịu dưới đất như là nãy dưới đất nè nó đập như là so nó sẽ chịu lại được còn bây giờ chân em thẳng thì em chưa xuống toilet được còn cái thứ hai nữa là chưa làm cũng như làm khoảng 70% thôi nhưng mà mình làm khác người hết chứ không phải làm giống như anh chị ở chảnh anh chị chảnh là tại vì người ta mới bị người ta vô ta tập liền nên nó khác còn em mình tập lâu tập quá rồi hả tập khác nữa đây 5 năm nằm 5 năm trời dạ. Ôi như vậy là cũng thần kỳ lắm rồi chú. Dạ. Hồi phục dạ, mà được dạ. 5 năm trời mà để nằm không vậy mà bây giờ tập vật lý xong mà ngồi được là giống như là kỳ diệu quá luôn á. Dạ dạ. Bây giờ cũng như vậy cũng cảm ơn anh chị. Cảm ơn với mấy cái mạnh thường dạ. Quân mà dạ. Khắp cả nước và cũng như nước ngoài họ giúp cho Nam, dạ. Cho gia đình chứ tụi dạ. Con thì chỉ là một cái cầu nối thôi, tụi con không có gì hết con nói đúng không mà. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị Quân giúp cho em. Giờ em muốn biết gì thôi, đây gần Tết rồi em chúc anh chị cho cô chú rồi cái Tết vui vẻ. Đó, thì rất là nhiều anh chị cô chú hỏi thăm tình hình sức khỏe của Nam hiện tại. Nói chung cũng nhờ chứ nếu mà ai nói ai nhìn vô làm sao em không biết nha.
nhưng mà em không có cái số tiền mà giúp đặt trước, chắc em xong không? Nhưng mà giờ chắc không làm bệnh viện chắc giấc này cũng phải đi quá. Cũng rất là nhiều người như Nam, nhưng mà tại sao mọi người là giúp Nam nhiều? Cái hoàn cảnh mình nó đặc biệt, và giống như là cũng là giống như là cái phước, cái phần của mình á, thì thôi bây giờ mình cứ tiếp tục cố gắng thôi, mình sống tốt đó, mình cố gắng đi, mình sống tốt, và mà và cái phần cái còn chung đó cũng may mắn. Cái nói chung là cái đợt đó nói chung là không nghĩ là chết, cũng không nghĩ sống, chết thì kệ, mà sợ nó hành thở không được thôi. Nó chết không sợ đợt đó rồi. Bây giờ đợt đó nó quá rồi, lớp mẹ nó nằm chỗ rồi, lớp nó nữa rồi, tôi bệnh tôi cũng dạ. Không có đi khám đi. Đợt trước nghe nói chú Năm đây cùng chuyện quá trùng bị dấu hiệu ung thư, nghe trời ơi, hết hồn luôn. Có. Dạ. Hồ sơ cũng còn. Thì con biết rồi, nhưng mà bây giờ giống như là giống bà nó đi qua rồi đó. Dạ, khỏi gia đình mình rồi đó. Hả? Bây giờ nghe chú sức khỏe cùng tiến triển lên mừng, rồi chú làm chú lo cho em. Dạ. Đó. À, bây giờ mọi người coi được cái clip này chắc cũng rất là mừng cho em Nam. Dạ, đó. Là sức khỏe càng ngày càng tiến triển, và em sang năm ra Tết thì sẽ tiếp tục lên bệnh viện để điều trị những cái khoảng còn lại. Ở nhà thì không nói. Dạ. Hôm nay ở nhà nó tiến triển ba cái bệnh như vậy đó, chà, tới là xong được. Phải cho nó nằm ở bệnh viện rồi. Chẳng có gì có bác sĩ. Đây là cái hình ảnh mới nhất của em Nam ấy cả nhà, đi được, từ lên xe lăn được, và đẩy đi lui đi tới trong nhà, và thậm chí là chỉ cần cái nhà, tại cái nhà cái đường ra hơi khó thôi này, chứ còn ra được ngoài lồ là bắt đầu em Nam từ đẩy đi luôn đó. Và đó là mình đẩy bằng tay, nhưng mà có xe điện thì càng khỏe nữa ha. Sau này mà ví dụ ba có lớn tuổi rồi mà em có muốn đi bán vé số để mưu sinh thì cũng được thôi, hoặc là em chọn công việc gì đó, có thể là ví dụ việc vi tính video gì đó theo ý muốn của em. Nhưng mà giờ chưa tính tới cái điều đó. Ừ đúng rồi, thì bây giờ cứ lo sức khỏe mình cái đã. Phải cố gắng là sao mà mình làm mình khỏi kêu cái người gọi mình phụ á. Ừ. Thì nó cứ đó mà đúng chuẩn. Còn giờ mình mới làm được 60%, giờ cần học hỏi thêm. Mà mình xuống, em xuống một cái là nó cứng rồi. Xuống dưới hả? Cứng giờ mà giờ muốn tập, giờ không biết tập sao. Ôi tập phải có bác sĩ không, em tập nó không có đúng cái lỡ có chuyện gì mất công lắm. Không có ý em nói giờ khớp nó cứng. Giờ muốn tập nó cũng thời gian mà cũng như là cả đợt trước á, nhưng mà ở nhà kêu ba mà cũng kiếm ba cái giấm á, cũng nấu á. Ừ. Đắp lên nghe ba nói là đắp lên cho nó tan vôi. Ba cái em chua á, chua rồi mình nấu nóng cái mình nhúng vô khăn cái mình đắp. Cái đó con cũng biết mà chú. Hôm rồi tôi cũng làm, tôi đắp cho nó đó. Rồi cho nó mềm hết lên tập lại, chứ bây giờ biết sao, giờ chưa có. Nói chung là giờ đối với trước là 60% rồi, đi 60% lòng đường rồi. Giờ còn 30% nữa với chị nhiễm trùng đồ cho nó hết. Phải gọi là tiệt cho tiệt nhiễm trùng, cái đó mới mới quan trọng là em không có đi bệnh viện nữa. Ừ. Chứ ba bữa nay ngày nào cũng sốt. Bởi vì đúng 6 giờ là em sốt luôn. Bây giờ nó về ăn Tết rồi, qua Tết nó mấy ông làm việc lại đưa nó lên cảnh nữa, chứ không dám để vậy. Dạ, sốt cũng lo đó. Ở nhà lên sốt hoài, lên cũng sốt dạ. Không được. Thôi hôm nay anh ghé thăm cái rồi coi tình hình để cho mọi người biết tình hình của em hiện tại. Rồi thôi con chào chú ha. Rồi anh chào Nam ha. Ừ, chào Tết nha, hai cho con ăn Tết vui nha. Dạ.